Listen. Eating sugar. Telling lies. Open your mouth. Yeah. Ôi, hình mới kìa. Không có hình mới. Con hát. ABC đi. Thì hồi tối này mẹ kêu con dán, con không dán, mẹ lấy mẹ dán. Điện thoại con sạc pin chút nữa lấy dán nha. Bye bye. Y and T. Now I know my ABC. Next time when you sing with me. Con đang ngồi chơi với ai ạ? Chơi mấy con thú. Mấy con thú hả? Ôi ơi, con thú ở đâu mà đẹp quá vậy ta? Con thú gà mà, con thú gà. Con có thể giới thiệu về các con thú được không? Con đó là con gì? Con gà hả? Đâu, quay mặt lại mẹ coi phải con gà không? Wow! Exactly! Con gà, con vui là miệng nó nhỏ lại nha. À, con gà hả? Đây, miệng nó nhỏ lại luôn này. Rồi, ngoài con gà ra rồi con còn có con gì nữa? Con ngủ đây, con nhiều con thú lắm á. Con rất là nhiều con thú hả? Ừ, đúng rồi. Ô, có con heo nữa. Có con heo, kế bên bạn là con heo. À, hình như thấy có cái đờn nữa đúng không? Có đờn, con khỏi cái tăng ôm á. Con ôm cái tăng đờn á. Cái này giúp anh nè. Cái này là cái bộ cha của con thú á. Cái đó là cha của các con thú hả? Nên nó hôi hả? Cái đó bữa mẹ mới giặt sạch rồi mà. Thơm lắm mà, sau này nó hôi. Thì vậy người ta nằm vô mắt. Oh really? Oh my god. Oh my god. Smell good. Yeah, what? Rồi con có à, hình như có cái gì, con heo màu xanh lá cây đang ngồi lên cái gì á? Đang ngồi lên cái kè. À. Rồi. Con ngồi lên cái gì? Hình như con có con cola đúng không? Cola đâu? Không có trong mồm. Trong mồm con á. Nhìn lại coi. Cola nhìn lại một lần hết. Tất cả các bạn ở đây có cola không? Không có. Hay á. Đâu, cola đâu? Đây. Vậy hả? Vậy sao nãy nó không có? Con thỏ con đang cầm trên tay hả? Con gì con đang cầm trên tay vậy? Con là con gì? Con thỏ nó ăn gì con? Ăn cà rốt. Ăn cà rốt hả? Vậy con thỏ nó có ăn cỏ được không? Con thỏ nó ăn cà rốt. Rồi nó có ăn rau muống được không? Được luôn. Giỏi dữ. Con thỏ nó có ăn dâu tây được không? Đưa quả dâu tây thử coi nó ăn được không? Đây, hát chú ai đây. À, vậy là nó có thể ăn được, nhưng mà nó không thích bằng cà rốt thôi. Con thỏ nó thích ăn cà rốt nhất, nhưng những thứ khác nó cũng có thể ăn được. Như là cỏ nè, rau muống nè, dâu tây nè, dưa leo nè, nó cũng có thể ăn được. Nhưng mà nó thích ăn nhất là cà rốt. Hết dâu tây rồi. Vậy con heo, con heo nó ăn gì con? Nó ăn. Everything. Cái gì nó cũng ăn hết. Cái gì đồ ăn vứt xuống là nó ăn à? Còn cái này nó, còn con này con gần nó nó ta nằm á. Nó gần cho lên. Bây giờ nó bằng ca luôn. Ờ hả? Để lát nữa mày đem nó xuống mày giặt. Đó nó bằng mẹ.
thấy luôn á. Mẹ đem nước mẹ giặt cho thơm nhưng lại nha. Cái con này bằng ra mấy con này, cái con này nữa. Rồi á, trong câu chuyện mà hồi tối này mẹ đập cho con heo á. Thì bạn heo có lợi thế gì vậy? Có ưu điểm của bạn heo là gì? Già không nhất. Mạnh nhất, giỏi quá. Vậy còn ưu điểm của con là gì? Đẹp nhất. Sao? Đẹp trai nhất. Đẹp trai nhất hả? Trong lớp có ai đẹp hơn con không? Chắc không quá nha. Chắc. Trong lớp không ai đẹp hơn luôn hả? Trời đất ơi trời.